một cõi đi về. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lăn quanh cho đời mỏi mệt. Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rồi suốt trăm năm một cõi đi về. Đi về là đi về đâu? Phải chăng vấn nạn và câu hỏi này luôn luôn ở trong tâm trí của mỗi người chúng ta? Với những người không tin thì sau cái chết này coi như chấm hết. Với những người tin của chúng ta thì sự sống thay đổi chứ không mất đi, như trong lời kinh tiền tượng lễ an táng. Chính vì vậy, quê hương của người Kitô hữu không phải ở trần gian này. Trần gian này phải chăng chỉ là quán trò, chỉ là nơi con người hành hương vài chục năm? Thực tế, ta thấy có những người sống chung với ta, có khi là ông bà, cha mẹ, anh chị đã lìa trần, bỏ ta mà đi trước. Và cuộc chia ly nào cũng để lại một nỗi trống vắng khôn tả. Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn kia bỗng dài khờ. Hàng Mạc Tử đã thốt lên tâm tình đó trong bài thơ Những Giọt Lệ. Tâm trạng mất và dại khờ ngày ấy cũng là tâm trạng mà chúng ta có ngày hôm nay khi nhìn đến các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu. Khi thầy trò biệt ly với nhau, khi thầy biến mất, thì tâm hồn của các môn đệ bàng hoàng, hoang mang và trống vắng. Thế nhưng rồi, ta lại thấy lần ra đi này không phải như lần ra đi trước, là lên đồi Canvê để đón nhận cái chết. Sách Công Vụ còn ghi: hỡi những người Galilee, sao còn đứng nhìn lên trời? Và sách Công Vụ Tông Đồ nói tiếp: Đức Giêsu đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời cũng sẽ ngự bên hữu Thiên Chúa Cha. Như các ông đã thấy người lên trời. Thật thế, không phải đến ngày Chúa Giêsu lìa xa các môn đệ, các môn đệ mới thấy Chúa, nhưng trước đó các môn đệ đã thấy Chúa phục sinh rồi. Chứng tích niềm tin về Chúa Giêsu phục sinh của các nhân chứng và của hội thánh tiên khởi đã được bày tỏ. Những lần hiện ra của Chúa Giêsu phục sinh, những phép lạ nhân danh Chúa Giêsu phục sinh và lời rao giảng về Chúa Giêsu phục sinh đã chuyển biến tâm hồn nhiều người. Chúng tôi phải làm gì? Anh em phải sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Chúa Giêsu Kitô. Niềm tin này đã nối kết họ lên một cộng đoàn hiệp nhất, một lòng một ý, không ai coi bất cứ cái gì của mình có là của riêng, nhưng đối với họ mọi sự đều là của chung. Công Vụ Tông Đồ chương 4 câu 32. Từng ngàn, từng vạn và từng triệu người tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Không chỉ những người dân đơn sơ chất phác tin vào Chúa Giêsu phục sinh, nhưng còn có cả những người tri thức, những viên chức cao cấp, kể cả những người trước đây đã quyết liệt chống đối, tiêu diệt Chúa Giêsu, nhưng rồi lại tin vào Chúa Giêsu phục sinh. Ông Sao-lô cuối cùng đã trở thành tông đồ nhiệt thành rao giảng và hiến dâng cuộc đời, hiến dâng mạng sống cho Chúa Giêsu phục sinh. Niềm tin này không chỉ là một chấp nhận của lý trí, của con tim,
mà còn là niềm tin trong cuộc sống, trong suy nghĩ, trong cách hành xử. Không chỉ trong một dân tộc và một thời điểm nào đó, nhưng là mọi dân tộc, mọi nơi, mọi lúc. Bằng chứng về các thánh tử đạo, bằng chứng về đời sống của các ngài, tất cả trở nên bằng chứng sống động, hùng hồn về sự phục sinh của Chúa Kitô. Mầu nhiệm phục sinh là cốt lõi niềm tin của Kitô giáo, niềm tin của các Kitô hữu tiên khởi và của chúng ta hôm nay, được xây dựng trên lời chứng của các tông đồ, những chứng nhân về cuộc phục sinh của Chúa Kitô. Ta thấy ngay từ khi sống lại, Chúa Giêsu đã bước vào tình trạng mới, tình trạng vinh hiển. Trong thời gian này, người đã hiện ra với các tông đồ và với những người mà ngài muốn, để thuyết phục họ tin vào sự phục sinh của người và dạy bảo cho các ông về nước Thiên Chúa. Trong 40 ngày, trong những lần hiện cuối cùng, Chúa Giêsu trao cho các tông đồ sứ mạng loan báo tin mừng, rồi người được rước lên trời ngự bên hữu Thiên Chúa. Niềm tin vào Chúa sống lại giúp chúng ta biết chuẩn bị cho cuộc sống mai sau. Và như thế, cùng với việc chăm lo phát triển sự sống thể xác, chúng ta cũng biết quan tâm đến sự sống vĩnh cửu mai sau, hầu chúng ta được hưởng vinh quang với Chúa trên trời. Và như vậy, với biến cố lên trời, một lần nữa ta được hướng lòng về những sự trên trời, chứ không phải đi tìm những chuyện dưới đất. Cõi đi về của chúng ta là ở trên trời, chứ không phải là một nơi nào khác trong trần gian tạm bợ này. Niềm tin vào Chúa về trời mời gọi mỗi người chúng ta thể hiện ngay đời sống hiện tại của mình. Dĩ nhiên về tiền bạc rất cần cho cuộc sống này, nhưng rồi xem ra tất cả chỉ là hư vô. Nếu chỉ bám vào trần gian này, không khéo con người của chúng ta sẽ mất cả chì lẫn chài. Chính vì thế, ta lại xin Chúa thêm ơn cho ta, để ta luôn hướng lòng về trời ngày mỗi ngày, bằng cách ta biết buông bỏ những gì bám víu, những gì làm cho lòng ta nặng trĩu không về với Chúa được. Xin cho lòng ta bớt đi những cái tham sân si, những cái hơn thua, những cái tranh giành đấu đá, để ta được nhẹ lòng bay lên cùng Chúa. Rất thực tế, ông bà cha mẹ của chúng ta, người thân của chúng ta nằm xuống có mang theo được gì đến mộ phần? Suy nghĩ và lời đáp trả của mỗi người chúng ta đều được tự do. Dễ hiểu và dễ sống nhất khi chúng ta suy nghĩ cõi đi về của chúng ta là cõi nào. Nếu như chúng ta xác định rằng cõi đi về của chúng ta là trần gian, chúng ta cứ thoải mái xây dựng cái trần gian này theo ước nguyện của chúng ta. Còn nếu cõi đi về của chúng ta là thiên quốc, thì chúng ta xây dựng thiên đàng mai sau, nơi chúng ta sẽ đến. Mầu nhiệm mân côi thứ hai mùa mừng, Chúa Giêsu lên trời, xin cho lòng chúng ta hướng về những sự trên trời. Xin Chúa thêm ơn cho mỗi người chúng ta, để ngày mỗi ngày lòng chúng ta hướng về trời, để rồi sau khi nhắm mắt từ giã cuộc đời, chúng ta cũng được về trời để hưởng nhan thánh Chúa như Chúa mời gọi.